Rồi, xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay ngày 15 tháng 3, em lên cho các bác một cái cặp loa mang thương hiệu Onkyo, có tên model là D5G nhé. Cặp loa này hàng bãi về đẹp xuất sắc luôn. Viền thì em đã thay viền xịn rồi. Cái dòng này về chăm là mộc viền nhé. Rồi em đi phay chi tiết cặp loa này cho anh em này. Đây, cặp loa này đẹp cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, thiết kế một cái chép, một cái mic và một cái bát nhé. Cái bát này 28 nhé. Cái màng carbon nhìn rất là đẹp. Đây, đẹp. Cái này là bếp vừa mới lau nhưng rất là đẹp luôn. Ơi bên này em coi. Đây là cái lưới của nó này. Còn rất là ok nhá. Đây, vuông thành ra cạnh nhá. Nó rất là đẹp. Đó. Quay chi tiết cho anh em. Này mới lau. Đây bên này lưới ở bên này đây. Đây phía sau đây anh em. Loa thì đây, thông số đấy ạ. Thông số của nó là loa là có công suất 120W, trở kháng 6 ohm. Độ nhạy là 91 decibel. Rồi. Đó. Cặp loa này có chiều cao chừng khoảng 65-70 đấy. Rộng chừng khoảng 40. Sâu chừng khoảng 35 nhé, 30, à 35, khoảng 35. Còn rất đẹp. Rất dễ gắp ly nhé. Và đánh rất là nhẹ. Cặp loa đẹp xuất sắc luôn nhé. Loa này dễ ghép âm ly, anh em ghép với cả cái mấy cái âm ly cỏ cũng vẫn ok nhá. Em đang ghép với con i7 với Bioner i7. Đây nghe rất là hay. Rồi em báo giá luôn, cặp loa này bán với giá 6,5 triệu nhá. Cặp loa đẹp xuất sắc luôn nhá. Onkyo D5G 6,5 triệu anh em nhé. Anh em nào tin tưởng chuyển khoản trăm thì em bao ship, còn cọc thì bên mua phải chịu ship nhá. Em ship toàn quốc.
Cảm ơn các bác vừa xem video. Bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký giúp em nhé, ủng hộ em. Cặp loa đẹp xuất sắc luôn, vâng, vuông hành cho cạnh, không có tút tát gì nhá, cặp loa không có hề tút tát gì hết đấy. Đây, em quay kỹ cho một vòng cho anh em coi. Đấy. Đấy. Vâng, cảm ơn các bác vừa xem video nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Giá 6,5 triệu.